cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Bố là tất cả. Chương trình được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên HTV9 và chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với Công ty Truyền thông Bi thực hiện. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng ba lô, túi sách và ly cao cấp Sacos đã đồng hành với chương trình Bố là tất cả. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và luôn luôn cảm ơn sự ủng hộ của tất cả quý vị khán giả, những gia đình khi mà mọi người coi ở nhà xong thích thú chương trình quá lại đăng ký tham gia đến đây để được lưu những cái kỷ niệm mà dễ thương cùng với con của mình. Có những ông bố phải thật sự là chưa bao giờ nấu một cái món ăn gì ở nhà cả, nhưng mà khi đến với chương trình bố cũng đã cố gắng hết sức, toát mồ hôi. Thật sự là có những số đúng không, hai anh em mình quay mà nấu đúng mà thật sự là bố quá lúng túng, bối rối, giống như là lần đầu tiên để mà mình nấu cái món ăn đó. Nhưng mà vì con của mình ở đây cho nên là thành ra là bố cố gắng, bố nấu hết sức, mặc dù là cái khẩu vị không được hợp với bé, nhưng mà các bé thưởng thức vẫn nhận ra được cái món đó là món của bố mình nấu. Cả tình yêu, cả một cái trái tim và dành hết cho con của mình. Và bây giờ Hồng Phúc và Phương Lan không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Quý vị ơi, hãy ngồi gần lại màn hình và chúng ta cùng chào đón và ủng hộ cặp bố con đầu tiên, bố Hồng Xuân và bé Huệ Thanh. Xin mời. Dạ, xin chào hai bố con ạ. Hôm nay trời ơi, vàng giống cô Lan, giống cô Lan. Vô rồi. Họ giống như là có một cái thùng dao gì đó. Cái là hôm nay được mặc một cái váy, nói chung là trùng màu với lại con. Thôi bây giờ là Huệ Thanh, con hãy gửi một lời chào đến quý vị khán giả đi nè. Dạ, con xin chào quý vị khán giả. Con tên là Phạm Huệ Thanh, con học lớp 47, trường tiểu học Trần Hưng Đạo. Năm nay con 9 tuổi. Rồi, bây giờ xin mời bố hãy gửi một lời chào đến quý vị khán giả ạ. Xin chào quý vị khán giả. Xin giới thiệu, mình là Phạm Hồng Xuân. Dạ. Là giảng viên. Giảng viên làm mình đại học hả anh? Vậy đúng rồi, dạ. Công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin. Hôm nay thì thấy con mặc một chiếc yếm rất là xinh. Thì không biết là chiếc yếm này là bố mua cho con hay là mẹ mua cho con? Dạ, bố. Bố mua cho con. Cảm xúc của con khi mà lần đầu con tới với chương trình, con thấy như thế nào? Dạ, con thấy rất là vui. Rất là vui hả? Con đã từng xem chương trình này chưa? Dạ rồi. Dạ rồi hả? Và hy vọng là ngày hôm nay cả hai bố con sẽ cùng trải qua những cung bậc cảm xúc và lại nhìn bố là tất cả nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và chào đón cặp bố con thứ hai, đó là bố Sơn Nam và bé Bảo Quyên. Xin mời. Xin mời ạ. Chào con. Dễ thương quá. Dễ thương quá. Hôm nay là mặc một bộ đồ rất là gọi là cute đó, dễ thương, rồi làm một cái tóc nữa. Bảo Quyên ơi. Dạ. con hơi nhát hả, có sợ gì không? Dạ hơi run. Hơi run không sao hết. Mình run là mình đứng nép bên bố nè, đúng không? Hôm nay là bố cùng tham gia, cùng đồng hành với con mà. Bây giờ con hãy gửi một lời chào đến quý vị khán giả đi nè. Xin chào tất cả mọi người, con tên là Đỗ Bố Uyên. Năm nay con học lớp 4 xẹt 2. Con 9 tuổi, con đang học trường Vạn Tường. Vạn Tường. Rồi, bố ơi, bố hãy gửi một lời chào đến quý vị khán giả đi ạ. Xin chào khán giả, hôm nay mình đến với chương trình. Mình là Đỗ Sơn Nam. Năm nay mình 36 tuổi, nghề nghiệp của mình là kinh doanh tự do. Mình kinh doanh tự do. Đây là bé mình làm bé đầu phải không ạ? Hay là bé... Bé đầu cũng là duy nhất. Bé đầu cũng là duy nhất luôn. Hôm nay tới chương trình, hồi nãy con nói là con có hơi run, nhưng mà cô Lan nghĩ là không sao hết. Tại vì tất cả các bé khi mà tới với chương trình, tụi con sướng lắm. Tụi con sẽ được trải qua những cái cung bậc cảm xúc nè, rồi tham gia trò chơi cùng với bố để giúp cho bố con mình hiểu nhau hơn. Rồi qua đó là mình có quà mang về nữa, cho nên không có gì mà con phải run hết nha. Cái này mình run thì mình nét cho bố đó, mình dựa vào bố nha. Bên cạnh đó là có các mẹ theo dõi nhà ủng hộ cho các bố, các con nữa, cho nên yên tâm, lúc nào cũng có mẹ theo dõi mình hết và bảo vệ và che chở cho cả hai bố con luôn. Hôm nay là có bao nhiêu điều mình nói hết với bố mình nghe và để mang quà về nha, nhiều quà lắm nha. Nói chung hôm nay là em thấy hai bé rất là dễ thương, và cô Lan hy vọng là ở nhà các mẹ và các bạn nhỏ khi mà xem chương trình này thì cũng sẽ rất là thích. Và bây giờ cả hai cặp bố con mình đã sẵn sàng để đến với vòng 1 của chương trình chưa ạ? Dạ rồi. Xin mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với vòng 1 được mang tên Tình yêu của bố. Quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với vòng 1 được mang tên Tình yêu của bố. Bảo Uyên ơi, ở nhà con thì bố với mẹ ai sẽ là người con thường xuyên chơi cùng hơn? Dạ ba. Là ba con. Tại sao vậy, mẹ bận lắm hả? Dạ.
À, ba là thời gian của ba là rảnh rỗi hơn đúng không? Dạ. Tại vì hồi nãy là anh có chia sẻ là mình làm công việc kinh doanh, là mình kinh doanh tại nhà luôn ạ. À? Dạ đúng rồi, mình kinh doanh tại nhà. Kinh doanh tại nhà. Vậy là làm anh kinh doanh tại nhà còn chị là phải đi làm. Đúng rồi. À, nếu mà như vậy là tính ra là nấu ăn tất cả mọi thứ là bố con là lo cho con hết luôn hả hay là sao? Dạ. Wow. Là mình nữ công gia chánh luôn. Cũng thỉnh thoảng. À dạ. Dạ. Vậy thì bố với lại mẹ thì ai sẽ là người nghiêm khắc với con nhiều hơn? Dạ, có lúc mẹ và có lúc ba. Có lúc mẹ, có lúc ba. Thì con sẽ sợ ai hơn nè? Dạ ba. Vậy thì có bao giờ mà ba la con á, thì mẹ bên con chưa? Dạ chưa. Chưa bao giờ luôn hả? Bộ, ba dữ lắm hả? Những lúc như vậy á, thì con sẽ làm gì để cho ba bớt giận hơn? Dạ, con chỉ để ba chửi. À, chỉ để ba la thôi. Wow, rồi không biết thì Huệ Thanh như thế nào? Ở nhà con sẽ gần với ba nhiều hơn hay mẹ nhiều hơn nè? Dạ, thưa cô là mẹ. À, mẹ nhiều hơn. À, tại ba là đi dạy đúng không? Dạ. Ô, vậy tính ra thì cái khoảng thời gian nào thì ba sẽ dành cho con? Dạ, vào cỡ tối ba sẽ dạy con bài. À, đúng rồi, vậy dạy học bài. Vậy là hầu như tất cả những cái vấn đề về học hành của con là ba con là người lo cho con hết hả? Dạ. Thấy là bố Xuân rất là hơi có vẻ là nghiêm túc á, tại vì là giảng viên là thầy giáo mà. Dạ. Nên là chắc là ít khi giỡn, ít khi cười với bé Thanh lâu đúng không anh, hay là sao, hay là em suy nghĩ vậy không đúng ạ? Cũng không phải, không hẳn là vậy. Dạ. Tại vì thật sự ra là mình làm thì cái thời gian đi làm là kín hết. Dạ. Thậm chí là thứ bảy chủ nhật cũng đi làm. Dạ. Thường là chỉ chơi với nó là ở chỗ là về làm người cho nó cưỡi. Là anh bò xuống đất rồi bé leo lên lưng cưỡi luôn. Không phải một đứa mà ba đứa leo lên. Em đã suy nghĩ lầm về anh rồi. À. Đây là hoặc là anh, đúng rồi, đâu phải ai là mình là giáo viên là mình cũng phải là nghiêm túc, nghĩa là nghiêm túc thì ở trên lớp thôi đúng không anh? Rồi còn bé thì thường là đi học cả ngày về á, thì những cái phần lớn là mẹ kèm bài. Dạ. Nhưng mà những cái như là theo thuộc may vá thì giá lời ba thì dạy. Em nghĩ không này, em xin phép được khai thác thêm tí xíu nữa ạ. À. Cho em hỏi tại sao mình lại khéo về cái vấn đề đó ạ? À? Tại hồi xưa cái thời đại học thì ở xa nhà. Dạ. Tất cả mọi việc mình thầy tự động. Dạ. Mình thành ra riết là quen thôi chứ không có gì ráo. Dạ. À, còn thường là mấy đứa thì rất là phái là đi siêu thị với ba chứ không đi với mẹ. À dạ. Lý do là đi với ba, ví dụ nhờ nhà xin mẹ là đi mua một món thôi. Mẹ chở thì mẹ ra mua có một món. Dạ, đi với ba là đi với ba món. Là nó khỏi cần đếm bao nhiêu món. Bảo Yên ơi, như hồi nãy chia sẻ là ở nhà mình sẽ gần với ba nhiều hơn, rồi ở nhà ba cũng là nấu ăn nhiều hơn. Vậy thì trong tất cả những cái món ăn mà ba nấu cho con á, con thấy món nào là ngon nhất? Dạ, cá chiên. Rồi, vậy thì ba với mẹ nấu ăn, con thấy ai nấu ngon hơn? Dạ, có lúc ba cũng nấu ngon, có lúc mẹ cũng nấu ngon và nấu dở. Mẹ cũng nấu ngon và nấu dở. Dạ. Nhưng lúc mà mẹ nấu dở như vậy thì con với lại ba xử lý như thế nào? Dạ. Mình không ăn là mẹ giận đúng không? Dạ, cứ ăn kỳ cười thôi. Cứ ăn cười thôi. Dễ thương. À, vậy thì cái này ta hỏi ba thêm tí xíu nữa là mình có thể kể một cái kỷ ba niệm. Ba Nam kể bí quyết đi ạ. Mình kể một cái kỷ niệm được không ạ? Trong một lần ví dụ chị nhà lỡ nấu món không, ăn không mà ngon. Không hợp khẩu vị. Dạ, thì sao ạ? Cũng nhớ hồi xưa là gia đình mình cũng có một thời gian ở ngoài Phú Quốc. Mẹ bẻ Bảo Uyên thì cũng có nấu mấy món. Thì lúc đó thì hai ba con ăn thì cũng hơi có mặn. Dạ, hơi mặn. Nói thẳng ra là cũng hơi mặn, mặn chát luôn á. Dạ. Thế là hai ba con nhìn nhau và ăn và cứ nuốt bình thường. Và mẹ hỏi là cứ bảo là rất là ngon, bình thường. Quá trời khéo rồi. Chứ gặp anh là anh nói sao cái này mặn dở là em tự nhiên em bị một cái ánh mắt liếc em và sao lạnh lùng cả buổi tối luôn, không nhìn em nữa. Anh trời ơi, ở nhà anh có nóc mà. Nhưng mà anh hay nói thiệt, anh không có giống như là bố Nam hay là bé Bảo Uyên là biết khéo rồi sau đó là tìm cách tránh né đi. Hay quá. Một kinh nghiệm sống nữa cho mình. Nãy giờ em cũng hỏi về bố và bé nhiều rồi thì không biết là cái cảm nhận của các bố như thế nào khi mà lần đầu tiên đưa mẹ bé đi sanh à? Lần đầu tiên đưa mẹ bé sanh thì cũng xa nhà lắm. Thì do là mẹ bé sanh bé là sanh mổ. Sanh mổ, dạ. Dạ. Thì cũng phải nằm trong bệnh viện là theo dõi một tuần. Dạ. Lúc đi khám thì bác sĩ có mới nói là bé bị dây rốn quấn cổ. Dạ, mà dạ. Cái dây rốn nó đang bị vôi hóa.
Bởi vì là lúc đó là bác sĩ mới tư vấn là mình nên mổ để cho bé ra sớm, cho bé sẽ bị nghẹt thở đúng không ạ? Dạ. Dạ. Thì lúc đó gia đình cũng lo lắng và nói chung là khó diễn tả lắm. Dạ. Nhưng mà cái lúc đó là trong cái lúc mà vợ mang bầu cho đến lúc đi xa lạ, bố đã có một cái sự chuẩn bị nào đó chưa, hay là lúc đó là mình bối rối, mình không biết phải làm gì? Mình cũng có sự chuẩn bị nhiều á, tại cái thời gian nó cũng là dài. Dạ. Dạ, chỉ cái lúc là cuối cùng á, khi mà mình đổi một cái bệnh viện đi khám, nghĩa là theo dõi từ đầu khi lúc có bầu cho đến khoảng thời gian là 7-8 tháng á, thì là mình theo dõi và khám ở một bệnh viện khác. Đó. Thì gần cuối á, là bên nhà thì mới có quen một cái bệnh viện Hùng Vương. Dạ. Đó, là mình chuyển qua đó để nhờ bác sĩ khám cho nó cụ thể hơn. Dạ, thì đó, khi đó mới phát hiện ra là bé bị dây rốn quấn cổ. Có nghĩa là trước đó mình khám cái bệnh viện trước thì không phát hiện ra. Đúng rồi. Mà tới lúc sanh bé thì bắt đầu mới là lúc gần sanh á. Wow. Dạ. Vậy thì cái lúc đó khi mà phát hiện xong rồi, là khi mà mổ xong, là khi mà biết là bé và mẹ đều đã an toàn, thì lúc đó cảm giác của bố như thế nào? Lúc đó thì mình rất là mừng. Dạ, chỉ biết là tạ ơn. Dạ. Nhưng mà không sao, đó bây giờ lại có được một cô công chúa dễ thương, đáng yêu. Bố Nam kể là bố Nam vẫn rưng rưng mắt, cũng rưng rưng nhiều cảm xúc. Dạ, em nghĩ là mỗi lần nói gì đó tới bố là này là bé có cảm xúc là cũng để ý lắm. Mà Lan có nhìn thấy hai bố con với hai anh em không? Rất là trẻ trung, kiểu không trẻ. Biết nếu mà không nói bố con là nhìn tưởng hai anh em luôn. Bây giờ hai bố con chơi với nhau rất là thân thiết như hai người bạn vậy đó. Dạ. Còn bên đây bố Xuân cũng nhiều cảm xúc muốn chia sẻ nè. Dạ, mời bố Xuân ạ. Thì lần đầu tiên lúc mà giờ gọi điện báo là đau bụng rồi, thì mình biết là cái tính giờ hồi giờ là chịu đau không có được. Dạ. Nghĩ chứ đau bụng người ta nói là đau dữ lắm. Mà kêu là mới đau bụng mà còn ăn được chắc không sao. Từ từ về. Lúc đó đang tác ở dưới từ Thủ Đức chạy về là nghĩa là trưa chạy về. Về vô bệnh viện. Thì lúc đó còn đi được, hỏi đói không? Đó không. Ăn không? Ăn chạy ra mua tô hủ tiếu còn ăn được hết. Dạ. Chứng tỏ là chắc chưa sinh đâu. Dạ. Thì ngồi chờ tới lúc mà đau thiệt. Yeah. Nhìn cái kiểu không biết là đau thiệt rồi, giờ này hết nhõng nhẽo rồi. Thì lúc đó mà không, hồi đó không biết sao, lần đầu tiên đưa vợ đi sinh mà không biết gì đâu. Giờ đi vô trong cái phòng sanh trong á, mình hiên ngang đi ra đi vào tỉnh như sáo vậy đó. Giờ kêu đau quá đưa tay ra cho cắn mà không có sờ, bác sĩ nhìn thấy ngơ ngác không biết thằng đó thằng nào. Đi công tác về mà đang xách cái cặp đi tông ten ten vậy đó, đi tới đó đặt xuống ngồi trên giường nói chuyện đau quá rồi cắn đi cắn thoải mái. Bác sĩ ngơ ngác nhìn không biết thằng này thằng nào, tại sao nó dám vào đây. Kệ luôn. Bác sĩ cũng cho cắn luôn, kệ luôn. Không, nghĩa là bác sĩ lúc đầu người ta không có ý kiến. Yeah. Tới đội bà ngoại mới đứng ngoài cửa nhìn qua cửa kiến vào. Yeah. Thì bác sĩ đuổi không cho nhìn. Yeah. Thì bà ngoại mới nói tại sao ông kia không vô được trong tận nơi luôn mà tôi đứng nhìn còn không cho nữa. Yeah. Thì bác sĩ không trả lời, ngơ ngác quay đi. Thì nói con kỳ, chồng nó vào được mà mẹ nó đứng không được. Thì lúc đó người ta mới biết đây là chồng. Là chồng. Thế là bác sĩ mới tới không cho vào nữa. Thì ra ngoài thì lúc đó là bé Hồi Thanh sinh ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương á. Dạ. Yeah. Ngồi đằng trước cũng chưa biết, không biết là khi nào sinh. Nó ngồi lê lết từ góc này qua góc khác, ngồi nằm lê lết vậy đó. Tới lúc mà 12 giờ vẫn chưa gì hết, hỏi y tá chưa. Nghe tiếng người ta khóc rồi, tới lúc mà nghe tiếng nít luôn, nhìn vô không phải vợ mình. Vẫn chưa. Mà tới lúc mà y tá chạy ra báo là chị đã sinh bé rồi. Được 3 ký 6. Oh. 3 ký 3 nha. 3 ký 3 tại bé em nó mới là 3 ký 6. Dạ, dạ. Thì lúc đó là rất là mừng mà quên cảm ơn y tá không gì hết luôn, mà cảm thấy mừng quá, đứng cũng giống như đứng trước trời trồng vậy đó. Yeah. Và đứng chỉ chờ thôi. Và lúc đó là đi canh tới cái cửa mà khi nào người ta đẩy nó ra. Thì lúc đó nhìn bé mà hồi đó mình cũng không biết gì, do đó là sữa thì cũng có mua rồi mà không có đưa cho y tá vào cho bé. Yeah. Bé thì không được bú sữa mẹ tới tần sáng, từ 2 giờ sáng tới sáng là không được bú, lý do là mẹ bị viêm gan C B. Thế là mà cái nó khóc nhìn vào thấy người nó lạnh tím ngắt không mặc đồ gì, rất là đau lòng. Nhưng mà không biết kêu ai hết, tại lúc đó cũng 3-4 giờ sáng rồi đâu có biết kêu ai. Thì ngồi chờ cho tới là 7 giờ sáng người ta đưa thòng ra. Lúc đó mới nhào vô dành ẵm bé. Tại vì ẵm con nít á, thì lúc đầu người ta sợ là kêu không có kinh nghiệm, không ẵm được con. Nhưng mà kêu không sao, cái này mấy anh chị sinh toàn một tay mình ẵm không là quen rồi. Nhưng mà đưa đi sinh thì chưa bao giờ. Lần đầu tiên đưa vợ đi sinh là bé Quỳ Thanh. Xuân với Nam kể như một cuốn phim luôn, câu chuyện mỗi anh như một cuốn phim luôn đó. Em thấy là thường các bố ở những cái tập trước đó, khi mà em hỏi tới cái câu hỏi này đó, thì thường các bố sẽ kể lại cái đó và nó
bồi hồi cũng có, xúc động cũng có. Nhưng mà riêng em thấy bố là kể câu chuyện rất là thú vị. Phương Lan biết không, có một cái khảo sát là nếu như các bé gái mà được các bố thương yêu và ngọt ngào nhẹ nhàng thì đa số sau này cuộc sống của các bé rất là hạnh phúc và rất là tự tin cho cuộc sống. Cho nên anh thấy là cái này là các bố Xuân với bố Nam làm vậy thì cho bé Thanh và bé yêu của chúng ta sẽ rất là tự tin và mạnh mẽ trong cuộc sống nữa. Bây giờ tới cái phần sẽ xào xáo nhau nè, sẽ có mâu thuẫn nè. Chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 được mang tên Tâm ý tương thông. Nhưng trước tiên sẽ là ít phút quảng cáo quý vị nhé. Chúng ta đang cùng quay trở lại với vòng 2 được mang tên Tâm ý tương thông. Và ở vòng 2 này chúng ta sẽ có 5 câu hỏi bao gồm cả câu hỏi hình và câu hỏi chữ. Hai bố con sẽ trả lời nếu như mà trùng khớp ý với nhau. Ở mỗi câu hỏi chúng ta sẽ có được 1 điểm. Và nếu hoàn thành được đúng 5 câu hỏi thì hai bố con sẽ có 5 điểm. À, con nghĩ là ở vòng thi này á, con lấy được bao nhiêu điểm nè? Con thì con nghĩ là sẽ được 5 điểm luôn. 5 điểm luôn. Con chắc chắn là con hiểu bố kỹ tới vậy luôn hả? Con cũng không biết nữa. Con không biết là bố cảm thấy như thế nào ạ? Lần đầu tiên bé tham gia thì bé nói câu là chắc giỏi lắm được 2 điểm đó các bạn. Vì sao anh? Câu hỏi tụi em rất là dễ mà. Tại vì nó nói là bé nói là hồi giờ ba có bao giờ mà ba ở nhà chơi với con mỗi ngày đâu, toàn mỗi lần về là giỡn thôi. Chứ không có tâm sự. Chỉ là chơi rồi giỡn, do đó là sẽ không hiểu được ý bé. Dạ, nhưng mà em nghĩ là đây đa phần là những câu hỏi trong cuộc sống hàng ngày. Thì có thể là món ăn, sở thích, là cái nơi bé muốn đi chơi, hoặc là loại trái cây hay là con vật thôi. Nó chỉ đơn giản như vậy. Rồi hai bố con sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Bây giờ anh về bên đây, về bên đây. Hôm nay hai cô cháu mình là hai màu vàng dễ thương quá trời. Và chúng ta sẽ có câu hỏi hình và câu hỏi chữ ở vòng 2 này. Không biết là con muốn câu hỏi hình trước hay là chữ trước nè? Dạ hình trước đi. Hình trước rồi, hình xin mời chú Phúc ạ. Hình thì phải hướng về chú Phúc. Bây giờ câu hỏi cho bé Thanh và bố Xuân. Câu hỏi về hình thì cả hai người nhớ nha. Sau khi coi xong câu hỏi thì bố Xuân phải vẽ lại và sau đó giơ lên để cho bé Thanh đoán. Nhưng mà không được nói gì hết. Anh đã hiểu rồi đúng không ạ? Và bây giờ câu hỏi đầu tiên, câu hỏi hình dành cho bố Xuân và bé Thanh đó là... Rồi anh vẽ đi ạ. Khó à. Rồi, khó. Vẽ đẹp nhất nhà luôn. Vẽ đẹp nhất nhà nha. Bé là bé khai lấy em là vẽ đẹp nhất nhà. Là ai? Là bố hay là bé? Bố. Ồ. Bố vẽ đẹp lắm. Chắc là bé vì yêu thương bố quá cho nên là đúng rồi, lăn C3 một cách rất là kiểu bằng okay, hết cả trái tim rồi. Anh úp xuống đi ạ. Rồi 3, 2, 1 xin mời câu hỏi ạ. Đây là con gì? Dạ thưa chú, con nghĩ là con nhím. Và đáp án cuối cùng của con nếu sai là sẽ mất điểm đó, đó là con nhím. Con nhím, chúc mừng con. Trời ơi, anh đừng xá vội đây. Trời ơi, chưa kịp nhìn em luôn, cái làng mà bé đó đã nhìn ra. Thật sự em nhìn lẽ cũng có thể đoán được con nhím. Tại vì đơn giản á, con nhím á, cái mà người ta dễ nhìn nhất là gì con? Dạ cái gai. Đúng, chính xác, cái gai nhím. Cho nên là nếu mà cái con nào mà nó chỉ như vậy là nhìn là sẽ biết. Đây là một sự tâm ý tương thông chứ không phải là đúng rồi, bố vẽ đẹp nhất nhà nha. Và ở câu hỏi này khi mà đoán trúng thì hai bố con đã ghi điểm cho mình là 1 điểm. Rồi, câu hỏi tiếp theo con muốn là hình hay là chữ nè? Dạ chữ đi. Chữ là để cô Lan. Loại thức uống yêu thích của bố là gì? Mời hai bố con viết bảng ạ. Con không biết. Rồi, bây giờ cô Lan sẽ có cho con một số những cái gợi ý, ví dụ như là nước ngọt nè, cà phê. Con nghĩ là cà phê. Cà phê thì con viết vào. Bố ghi là trà sữa đó nha. Bố con không thích uống trà sữa. Bố thấy đá chanh chưa? Đá chanh. Đá chanh thì sao nè? Cam vắt nè. Con không biết nữa. 3, 2, 1 xin mời. Đúng rồi. Ôi. Coi bộ được 2 câu rồi đó nha. Gia đình này có bộ đoàn kết yêu thương nhau và chúng ta không chia rẽ được đâu à. Bố có vẻ khá khiêm tốn khi mà nói bé 2 câu ạ. Nữa không con? Dạ nữa. Hình hay chữ nè? Dạ xen kẽ nhau. Xen kẽ là hình. Dạ, bây giờ tiếp tục sẽ là một câu hỏi hình và bố Xuân tiếp tục theo dõi và vẽ lại để cho bé Thanh đoán nha. Câu hỏi hình dành cho bố Xuân và bé Thanh đó là
Ba con là giỏi nhất là vẽ cá. Hả? Ba con là giỏi nhất là vẽ cá. Ba con giỏi nhất là vẽ cá. Dạ. Sao chú Hồng Phúc cười dữ vậy ba? Cố gắng lắm, tí thì chú sẽ kể ra câu chuyện. Nó rất là dài và nó rất là nhiều cái khúc mắc đó mà con ơi. Rồi. Rồi. 3, 2, 1, xin mời ạ. Con cá voi. Đây là con cá gì ạ? Con cá voi. Con cá voi. Con nhìn kỹ nha. Tại sao con nghĩ là con voi? Đúng là một giảng viên ạ. Anh rất tinh tế ạ. Tại vì sợ nên ba bé đoán là cá mập. Dạ. Ở nhà của em là chuyên gia suốt ngày bắt ba dạy cá mập. Dạ. Dạ. Do đó sợ là cái tư tưởng lúc đầu trong đầu chỉ có chữ cá mập và cá heo. Chốt đáp án là cá voi. Cá voi đúng không ạ? Cùng xem có phải không nha. Anh này yên, anh giờ đáp án lại đi ạ. 3, 2, 1. Đáp án cá voi là đáp án chính xác. Chúc mừng con. Trời ơi. Bố vẽ hoài lay hoay, bố vẽ con này con kia không biết có nhận ra con voi không, bố vẽ cái vòi xong bố xóa đi, bố vẽ nó chung là rất là thương. Biết là đoán được cái bố tính vẽ đầu tiên vẽ con cá, cái mình vẽ cái vòi, bé sẽ là cá voi đúng không ạ? Chưa phải con voi, cái vòi thôi, cái vòi xong bố xóa, bố vẽ hai lỗ tai xong bố vẽ tiếp tục, nó không nhận ra được nhìn kiểu dạ. Nó giống quả tim hay cái phễu gì, bố lại vẽ tiếp một con voi dạ. Khác rất là dễ thương. Đáp án này nữa đã có thêm cho mình được một điểm nữa, là tổng cộng mấy điểm rồi ta? Dạ, ba điểm. Ba điểm. Oh, yeah nè. Yeah. Rồi, bây giờ câu tiếp theo là câu chữ đúng không nè? Dạ. Loại trái cây nào mà bé yêu thích nhất? Trời, nhanh luôn. Dữ vậy. 3, 2, 1. Xin mời. Ôi ôi. Đúng không? Rồi, nhưng mà cô Lan thấy là xoài thì nó có nhiều loại. Xoài cát nè, xoài sống nè, xoài keo nè. Con thích ăn xoài nào? Dạ, xoài nào ngọt là con ăn. À, xoài nào ngọt là con bé ăn. Bé thường không phân biệt được các cái loại xoài tên gì. Dạ. Dạ. Nhưng mà nhà bà nội thì có xoài cát Hào Lộc. À, mỗi lần đi ở đâu bà nội, ở đâu ạ? Đồng Nai. Dạ. Mỗi lần đi siêu thị thì thường là mua một, ở nhà có mấy đứa con thì mỗi đứa là một cái sở thích khác nhau. Dạ. Nhưng mà thường là bé Thanh á thì nó ghét nhất là cái sầu riêng. Nhưng mà con bé em á, là khoái nhất là mít. Dạ. Do đó mỗi lần mua là giống như phải chia ra rõ ràng phần này của ai. Dạ. Những bé kia mà cho ăn xoài nó lại không ăn. Dạ. Giống như là hai chị em từ phân định ra để khỏi giành nhau. Dạ, vậy cũng đỡ quá. Xoài cũng nhiều vitamin nhưng mà nó hơi nóng. Nhưng mà dạ, đặc biệt những bạn nước ngoài tới Việt Nam mà rất thích ăn xoài, mê lắm. Và đối với đáp án xoài này cùng nhau thì bố Xuân và bé Thanh đã mang về theo cho mình là một điểm nữa. Rồi, bây giờ còn câu cuối cùng. Hình nha. Nếu như câu này mà trả lời đúng nữa thì bé nói với em là bé, nếu câu này mà trả lời đúng nữa bé muốn bố mua cho bé một phần quà. Anh đồng ý không ạ? Anh không biết là bố có đoán được là bé sẽ chọn gì không ạ? Nói chung thì mỗi lần đi siêu thị á là chọn nhiều lắm. Dạ. Nhưng mà có một cái món mà bé rất là thích và bé đã sưu tầm khá nhiều ạ. Và hồi nãy là bé nói là bé muốn mua thêm một cái nữa. Không biết là bố có đoán được cái gì không ạ? Có thể đoán được. Dạ. Búp bê. Búp bê. Búp bê. Búp bê có nhiều không con? Dạ. Cả thùng. Cả thùng. Cả thùng. Ờ, wow, có nhiều món dữ. Thôi bây giờ để mình vô câu hỏi này đi. Nếu như mà đúng thì lúc đó bé sẽ nói tiếp quà. Về quà ha. Dạ, dạ, dạ. Câu hỏi cuối cùng dành cho bố Xuân và bé Thanh, câu hỏi hình. Đó là... Phải giấu, giấu cái này, giấu. Đó. Bố vẽ đi ạ. Rồi. Dạ rồi. Rồi, thời gian gần hết rồi ạ. 3, 2, 1. Đây là hoa gì? Hoa sen. Thấy chưa? Ủa, em thấy đâu có khó đâu anh có nói quá. Đây, lúc đầu vẽ là vẽ, sờ là bé nói là hoa súng. À, cái dạ, bông súng rất là giống bông sen. Dạ. À, sau đó là vẽ lại thì nhớ là trên lớp học của trường tiểu học có cái hình bông sen trên đó. Dạ. Nhưng mà vẽ ra thì cái cánh nó chắc là hồi hộp nữa, cái cánh nó không có đều. Không giống. Dạ. Nó không giống. Hơi chọn lại giải pháp này. Là nhưng cái hình mà đầu tiên á. Hình đầu tiên anh vẽ, anh xóa đi, anh nói là vẽ là hình đầu tiên thì dễ. Dạ. Chứ còn mấy hình kia là bé hơi bị rối thì anh lại xóa hết tất cả. Ở nhà lâu lâu nó cũng đòi vẽ hoa hồng cho nó. Dạ. Bé nó đòi, bé mỗi, đặc biệt là bé em á, là thích cái gì nhìn thấy là bắt ba phải vẽ theo. Do đó là cái thông tin rất là bị nhiễu cho các bé. Dạ. Do đó thì chắc ăn luôn, vẽ luôn cả cái đài sen trên này, hy vọng ráng nhìn nó kỹ. Con không biết, con không biết hoa súng. Dạ. Con nhìn ngay ra là được hoa sen đúng không? Dạ, có nghĩa là may là bé bé không biết hoa sen. Đáp án cuối cùng của con đó là? Dạ là hoa sen. Con chốt chưa nè? Dạ rồi. Thấy giống như hoa loa kèn đó. Chốt nha. Hoa
Hoa gì nè? Dạ hoa sen. Hoa sen nha. Bịt mắt lại đi nè, che bịt mắt lại đi nè. Đúng rồi. Rất tiếc rồi, đúng rồi. Trời ơi. Được mấy điểm rồi con? Dạ 5. Rồi bây giờ mình nói hoài đi nè, lẻ lên đây là cái cơ hội cho tuyệt con. Tuyệt đối nè. Rồi, tuyệt đối rồi, tuyệt đối rồi. Giờ con thích là bố sẽ mua gì cho con nè? Con sẽ gợi ý cho bố là một cái gì đó mà hay xem để xem giờ. Đặt hai cái rồi. Hai rồi đó hả? À, màu hồng luôn. Bởi vì ảnh tham gia chương trình là đúng rồi Lan. Bởi vì không thiệt biết luôn. Trong mắt tất cả những người sao như trong mắt bé Thanh thì bố Xuân là tất cả. Thiệt cái luôn. Gì cũng mua, cái gì cũng có cho hết. Có thể là giống như là biết mình là đó là cái sở thích của bé và đặt trước luôn rồi. Vâng, và với vòng 2 này hai bố con đã rất là hiểu nhau. Không thể nào gọi là không hiểu hơn nữa, hiểu quá kỹ. Và đã mang về cho hai bố con 5 điểm. Chúc mừng bố Xuân và bé Thanh, xin được chúc mừng. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng cổ vũ cho phần thi của bố Sơn Nam và bé Bảo Uyên, xin mời. Thưa quý vị, bố Sơn Nam và bé Bảo Uyên đã có mặt ở vòng 2 tâm ý tương thông này rồi. Và không biết là bố Nam có nhắn nhủ gì với Bảo Uyên để mình thi cho tốt được 5 câu giống nhà kia không? Phải thì vài tiếng có lên rồi. Ở đây chúng ta sẽ có câu hỏi hình và câu hỏi chữ, và cũng giống như thường lệ, nếu như trả lời đúng 5 câu hỏi thì ở mỗi câu hỏi chúng ta sẽ ghi được là 1 điểm, 5 câu tương ứng là 5 điểm. Bảo Uyên ơi, con đã sẵn sàng chưa nè? Dạ sẵn sàng. Con muốn câu hỏi hình hay là câu hỏi chữ nè? Dạ hình. Hình trước. Rồi mời chú Phúc ạ. Với câu hỏi hình này thì bố Nam và bé Uyên sẽ phải cố gắng nha. Bố Nam xem thật kỹ, sau đó vẽ lại và cho bé Uyên đoán, và cố gắng vẽ thật là đẹp. Sẵn sàng chưa ạ? Bé Uyên. Dạ rồi. Bố Nam. Sẵn sàng. Câu hỏi đầu tiên, câu hỏi hình dành cho bố Nam và bé Uyên đó là, rồi, bố vẽ đi ạ. Ở nhà bố vẽ đẹp không con? Dạ con chưa bao giờ thấy bố vẽ. Chưa bao giờ thấy bố vẽ à? Vậy thì con nghĩ ở phần này bố con sẽ vẽ giống hình bao nhiêu phần trăm? Dạ 40. Khoảng 40% mà là cái số mà bé nghĩ là bố vẽ giống nhất ạ. Mình đừng nên tô màu ạ, bớt tô màu mình để đơn giản. Dạ xong rồi. 3, 2, 1. Xin mời. Wow. Con đoán đi Yên ơi. Dạ con nghĩ là con nai. Trời ơi thấy chưa. Con có đáp án khác không nè? Dạ không. Con nai, chốt nha. Đó là con nai. Chúc mừng con. Trời ơi. Với đáp án đúng này thì bố Nam và bé Uyên đã có 1 điểm đầu tiên. Con muốn là câu hỏi hình hay câu hỏi chữ nè? Dạ lại hình. Lại hình. Thời của chú Phúc tới rồi. Tiếp tục câu hỏi số 2 vẫn là câu hỏi hình, và bố Nam sẽ cố gắng nhìn và vẽ thật đẹp nha. Xin mời. Vẫn là đây là con gì? Hình như biết bố vẽ đẹp hay sao cho con vật khá nhiều ạ. Xuất sắc nha. Vẽ đẹp lắm hả? Đẹp. Vậy bé bảo là chưa bao giờ thấy bố vẽ. Nhưng mà nói chung là, nhưng anh nghĩ là nhìn cái là bé nhìn ra được liền đó. Nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên con thấy bố vẽ, thì con thấy là bố vẽ như thế nào? Dạ bố vẽ tốt. Rồi 3, 2, 1. Đây là con gì? Dạ theo con nghĩ là con cá sấu. Con nghĩ có con nào mà mập dữ vậy không? Dạ có con cá mập nhưng mà nó không có như vậy. Đáp án cuối cùng của con đó là? Dạ cá sấu. Chính xác. Ôi ôi nè, mập đúng ra trong hình luôn. Nè em mới vừa được biết thông tin bố là từ trường mỹ thuật ra nha anh Phúc nha. Thấy chưa? Mà bố giấu. Cho em hỏi là bé không biết thông tin nè ạ? À, chưa đâu. Tại lúc trước mình học thì bé chưa có. À bé xin. Chưa là, là sau này mới biết là bố từ trường mỹ thuật à. Và ở câu này thì hai bố con đã giành thêm được 1 điểm nữa rồi. Là chúng chúc ta mừng. Có 2 điểm. Bây giờ con muốn câu chữ hay hình nè? Dạ câu chữ để cho ba bớt áp lực. Áp lực lại. Thương không. Rồi xin mời câu chữ đầu tiên. Nếu như có một trò chơi vận động thì bố nghĩ là bé sẽ thích trò chơi gì? Mà anh ghi ra. Không nói gì hết nha, anh chỉ ghi bé cũng vậy. Dạ. Nếu như mà có một cái trò chơi vận động mà con sẽ thích chơi gì? Suy nghĩ bố nha. Bố đã từng thấy con chơi trò đó hoặc biểu diễn cái đó. Bố đã từng thấy con chơi trò đó hoặc là biểu diễn cái đó. Nhớ không nè?
Dạ nhớ. Rồi, nhớ thì viết liền nè. Đó. 3 2 1 wow. Xin mời. Wow. Sao không là trò khác mà là nhảy ạ? Tại vì nãy bé bảo với em là nếu như mà có trò vận động thì bé không có. Em mới bảo là không nếu con không có con có quyền ghi không. Nhưng mà em nghĩ là nhảy nó cũng là một cái thuộc cái sở thích của bé, cũng là vận động. Mà khi dơ đáp án ảnh cười tủm tỉm, anh biết chắc là con sẽ ghi nhảy luôn. Và ở câu hỏi chữ này hai bố con có cái sự tương thông khá cao và đã ghi về cho mình thêm một điểm nữa. Nâng tổng số điểm lên là 3 điểm. Chúng ta còn một câu hỏi hình và một câu hỏi chữ. Con sẽ chọn hình hay chữ nè? Dạ chữ. Chữ. Rồi, cô Lan sẽ đọc câu cuối cùng luôn. Chúng ta có hai địa điểm, đó là núi và biển. Nếu như được bố đưa đi chơi, con sẽ thích đi ở núi hơn hay là biển hơn? Mời con chọn. Rất nhanh luôn. Wow. 3 2 1 Xin mời. Sắc quá tuyệt. Bố đã từng đưa con đi biển ở đâu rồi? Dạ ở Phú Quốc. Phú Quốc. À, nơi mà mẹ con nấu món cá khá mặn đúng không con? Đúng không nè? Là nếu như bây giờ được bố đưa đi thì con muốn đi đâu ngoài Phú Quốc? Dạ, Hà Nội. Hà Nội. À, nếu được đi là con chưa từng đi Hà Nội hả? Dạ, hồi nhỏ con có đi mà giờ con quên rồi. À, thì bây giờ con muốn gì con nói với bố đi? Dạ, con muốn đi khắp thế gian. Con muốn đi khắp thế gian. Là phải có bố đi cùng, có mẹ đi cùng nữa, đúng không? Rồi, và với đáp án này, hai bố con quá là tương thông với nhau, ghi về thêm cho mình thêm một điểm nữa. Là 4 điểm. Bây giờ mình chốt hạ cái câu cuối nè. Câu cuối câu quyết định nè. Đó. Như vậy thì nãy giờ là sau khi khám phá ra được bố Sơn Nam đã học mỹ thuật vẽ rất đẹp, từng đi vẽ tranh kiếm sống qua ngày và có những bức ảnh lên tới cả triệu đồng. Wow. Đoán không có, biết tự đoán thôi. Thì bây giờ ban tổ chức biên tập quyết định nâng câu hỏi lên thật là khó và bức ảnh cuối cùng dành cho bố Nam và bé Uyên đó là đây là hoa gì? Hoa gì? Con nghĩ là ở cái đáp án này bố con sẽ vẽ giống bao nhiêu phần trăm? Dạ 80. 80%. Wow, sau hai lần thì bé đã nâng tổng số phần trăm từ 40 lên 80 ạ. Làm bố áp lực. Xòe cánh rất nhiều cánh. Bố cho bung nở luôn. Con có biết nhiều loại hoa không? Dạ. Con kể tên một số loại hoa của Lan nghe thử nè. Dạ, hoa sen. Biết hoa sen. Dạ, hoa mai. Hoa mai. Dạ, hoa đào. Hoa đào. Dạ, hoa cúc. Hoa cúc. Dạ, hoa hướng dương. Hoa hướng dương biết luôn. Dạ, hoa hồng. Hoa hồng. Dạ, hết rồi. Hết rồi. Đó là những dữ liệu. Nhưng có vẻ không hề có tên trong đó. Đúng rồi, bố thấy không có tên nhắc cho nó bố cười rồi. Bây giờ đáp án cuối cùng ở câu hỏi cuối cùng dành cho bố Nam và bé Uyên, liệu họ có chiếm được 5 điểm của chương trình hay không? 3, 2, 1, xin mời. Đây là hoa gì? Nở bung luôn rực rỡ. Rồi. 3, 2, 1, đó là hoa gì? Hoa súng. Và đáp án của con cuối cùng đó là... Thấy bố gật gầu nhẹ rồi, mặt bố đỡ căng. Nhìn nha, giống như hoa mẫu đơn, hoa này kia. Con nhìn cái cánh bố vẽ rất đẹp nè, xòe ra con nè. Con biết hoa mẫu đơn không? Hoặc hoa sen nè, nở tưng bừng nè. Không, bé chưa biết hoa mẫu đơn. Chưa thấy luôn đúng không? Chưa thấy. Và đáp án cuối cùng của con đó là... Dạ, hoa súng. Chính xác, chúc mừng con. Trời ơi. Rất giống luôn nha. Đẹp chưa? Y như hai giọt nước luôn thiệt. Thấy chưa? Quá trời hay, quá trời đẹp. Ơi. Và với 5 câu trả lời chính xác thì hai bố con đã ghi cho mình được 5 điểm. Và thường ở vòng này các bé sẽ có sự đòi hỏi rất dễ thương. Nếu như mà trả lời 5 câu hỏi đều chính xác thì bé sẽ được một phần quà đến từ bố ạ. Và cái này thì là trong tầm tay và trong khả năng của bố luôn. Bây giờ con thích cái gì con nói, bố sẽ thực hiện cho con. Dạ, một con gấu bông, nó có thể mềm mại và đưa con vào giấc ngủ sâu. Wow. Phải bự lắm nó. Đó có nghĩa là bé muốn một con gấu bông bự. Đó.
Dạ, nhà mình có điều kiện để mua con gấu bông bự mềm mại có thể đưa bé vào giấc ngủ sâu được không ạ? Em nghĩ là kinh doanh thì chắc là trong khả năng ạ. Có khả năng. Có khả năng. Và xin chúc mừng cả hai cặp bố con đều đã hoàn thành xuất sắc ở vòng 2 này. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả cùng đến với vòng 3 được mang tên Bữa ăn yêu thương. Chúng ta đã cùng quay trở lại với vòng 3 được mang tên Bữa ăn yêu thương. Và ở vòng 3 này vẫn là chiếc hộp rất là dễ thương. Hai đứa con sẽ quảnh tù xì, ai thắng chúng ta sẽ bốc thăm xem ở trong đây có rất là nhiều món ăn trong khả năng nấu của hai bố. Các con bốc được món nào hai bố sẽ phải nấu món đó. Bây giờ sẵn sàng chưa nè? Dạ rồi. Quảnh tù xì đi con. Kéo, búa hoặc bao nha. Rồi. Vậy là Bảo Yên thắng, Bảo Yên sẽ bốc thăm coi nè. Mời Bảo Yên. Bò nhúng giấm đi con, chứ Phúc đang thèm bò nhúng giấm nè. Coi nè. Dạ, cơm chiên Dương Châu. Cơm chiên Dương Châu, wow, đây là một món rất là ngon. Sao mấy bố nấu được khó lắm. Nói chung món này thì em nghĩ là quan trọng là nêm nếm thôi. Tại vì đồ ăn thì chương trình cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Và bây giờ xin được mời hai bố hãy bước về khu bếp của mình ạ. Mời hai bố bước về. Hai bố sẽ có khoảng thời gian là 30 phút cho phần thi nấu ăn của mình. Và bây giờ 30 phút xin được phép bắt đầu. Sau 30 phút hai bố cũng đã vất vả để mà nấu xong món cơm chiên Dương Châu. Và em đã nhìn thấy những giọt mồ hôi ướt đẫm cả áo của các bố. Và mùi thơm ngào ngạt khắp cả phim trường của chúng tôi rồi mọi người ơi. Đúng rồi, bây giờ hai con sẽ được thưởng thức từng món. Sau khi ăn xong chúng ta cảm thấy bên nào ngon, chúng ta cho 2 điểm. Một bên không ngon bằng, không có đúng cái khẩu vị của mình thì mình cho 1 điểm. Bây giờ hai đứa hãy quyết định là ăn con sẽ chọn là bên nào trước. Con chọn bên này đi. Rồi, ăn bên này trước. Rồi. Được không? Con cắt tên để cô Lan giúp con nha. Cô Lan cảm ơn. Hơi dính nè. Rồi. Phúc lấy giùm con nha. Dạ. Rồi. Ăn hành được hết đúng không? Đầy đủ đúng không? Dạ. Mình có ăn nước tương không con? Dạ không. Không ăn nước tương. Rồi đây. Dạ ăn cảm ơn chú. Mình ăn đi, không cần phải chờ bạn đâu con. Con biết là con đói lắm rồi. Hai bố đã dành hết tình cảm rồi, bao nhiêu cái kinh nghiệm rồi bí quyết tình yêu thương mà mẹ đã truyền đạt cho bố rồi, bố truyền đạt từ đời này qua đời kia vào hết cái đĩa cơm Dương Châu này, có nhiều lắm, tâm huyết lắm nha. Sao ngon không nè? Hết chén cơm nè. Rất ngon. Ngon. Mình nhai từ tốn thôi con, không sao, cứ chậm rãi. Ăn xong và Bảo Yên cũng ăn xong luôn. Nhai bắt đầu cảm nhận cái hương vị nè, hương vị từ. Đúng rồi, xong rồi mình sẽ uống nước để mình lấy lại cái khẩu vị của mình để mình thử ở bên đây. Đây con cứ ngồi, cái việc phục vụ để cô. Đây có khăn giấy cho con luôn nè. Dạ con cảm ơn. Đây khăn giấy của con. Rồi bây giờ mình sẽ thử bên đây nha. Trời ơi, trời ơi. Dạ con cảm ơn. Dạ con cảm ơn. Dạ. Nhìn hai con ăn mà chú Phúc nuốt miếng ngon quá mà thơm. Cái mùi lạp xưởng á mọi người, lạp xưởng trời tươi lạp thơm xưởng, vô lạp xưởng khô xong rồi bắt đầu chiên lên đó. Không biết hương vị của hai bố nấu như thế nào. Hết sạch. Mà bé Uyên và bé Thanh ăn là
ăn sạch sẽ luôn. Bây giờ sau khi đã thưởng thức xong hai dĩa cơm chiên Dương Châu thì không biết là cái cảm nhận của Thanh con thấy như thế nào? Dạ con thấy bên này nó ngon nhưng mà nó hơi chua so với khẩu vị của con. Hơi chua hả? Dạ với lại hơi khô. Hơi chua và hơi khô. Wow, ủa cái này là có chanh hay là không như thế nào? Không có cà chua cũng không có chanh, làm sao nó chua được ta? Tại nó chua hơn khẩu vị của con thôi chứ không phải là nó quá là chua. À có nghĩa là nó sẽ hơi lạc cái khẩu vị của bé một tí xíu và nó hơi khô. À rồi, còn cái dĩa bên đây? Bên này thì sao Thanh? Dạ bên này con thấy rất là ngon. Rất là ngon luôn. Rất là ngon, nghĩa là cơm nó sẽ hơi ướt, có nghĩa là con thích ăn cơm chiên nó sẽ hơi ướt một tí xíu đúng không? Dạ. À, dẻo dẻo. Uyên thì sao này con? Dạ con thấy dĩa bên này ngon hơn tại khẩu vị của con ăn nó đậm đà. Còn dĩa bên này con ăn nó lạt lạt. À hơi lạt. À có nghĩa là mỗi bé có một cái khẩu vị riêng, nhưng mà không biết là hôm nay hai bố nấu nó có đúng cái khẩu vị của bé hay không. Đó, không biết là nãy bé nhận xét là có đúng cái dĩa của bố mình hay không. Đó. Thôi thì bây giờ dĩa nào cứ hợp khẩu vị cho hai điểm. Là hai điểm, dĩa nào không hợp khẩu vị bằng thì cho con cho một điểm. Bây giờ mời Thanh trước nè. Trước nè. Dạ con cho cái này 2 điểm và cái này 1. 2 điểm, cái này 1 điểm. Rồi, bé Uyên thì sao nè? Dạ. Theo con nghĩ là cái này con chấm là 2 điểm, còn cái này là 1 điểm. 1 điểm. À, vậy là tính ra là hai bé là có cái khẩu vị là khác với nhau. Bằng điểm nhau rồi đó. Rất là khó. Vòng trước cũng cùng 5 điểm, bây giờ vòng này cũng cùng 3 điểm. Bây giờ sao đây nè ta? Thôi em nghĩ là chung quanh tu tì đi, tại vì nó cũng dễ thương, những cái gì đó nó nhỏ nhặt hên xui cho cuộc sống thôi. Chứ bây giờ hai bé quá thông minh rồi. Rồi, chúng ta sẽ bước ra ngoài đây. Mời chúng ta bước ra ngoài đây. Khoan, nhưng mà trước khi bước ra, hai bé hãy lật xem có đúng là cái dĩa là có phải là của bố của hai con đâu không? Chuẩn bị lật, lật xoay một cái nha. Rồi. 1, 2, 3. À đây. Ôi. Là bố sưng em. Là của Uyên. Uyên. Rồi, bố của con nằm bên này nè. Vậy là hồi nãy bé cho bên đây 2 điểm là đúng ý luôn. Bé đều chấm điểm đúng cho bố của mình luôn. Đúng luôn. Hay quá. Bây giờ mời hai con ra đây. Cuộc thi nào đó cũng phải đến hồi kết. Và thắng hay thua là do nằm trong bàn tay của hai con. Lần đầu tiên là sự may mắn đó. Dạ đúng rồi, hai bé đều ngang tài ngang sắc rồi. Hai bố cũng ngang tài ngang sắc với nhau luôn. Cho nên chúng ta sẽ đến với phần trò chơi may mắn. Vẫn như thường lệ, quảnh tù xì. Ai thắng thì người đó thắng, còn ai thua thì người đó thua, vậy thôi. Và hy vọng đây sẽ là một cái kỷ niệm đẹp của hai con. Quảnh tù xì ra cái gì, ra cái này. Trời ơi. Gì đây? Đó là bé Bảo Uyên và bố Sơn Nam. Xin chúc mừng. Rồi, cô Lan thấy thực ra là hai đứa con rất là, nói chung là rất là vui vẻ và rất là thương nhau. Hồi nãy là vừa nắm tay nữa. Thì bây giờ ở phần này là bạn là may mắn là thắng. Thôi bây giờ mình ôm nhau một cái tình cảm đi được không nào? Mở bên trong bạn nhé. Nhiều khi hôm nay đến với chương trình là vô tình mà lại có thêm được một người bạn nữa đúng không? Và cô Lan hy vọng là sau chương trình này chúng ta sẽ giữ liên lạc với nhau, biết đâu ngoài đời chúng ta lại có thể gặp nhau nữa đúng không nè. Rồi bây giờ xin mời hai bố hãy trở về với sân khấu để cùng với lại các bé ạ. Xin mời hai bố. Là bố Xuân, bố Nam, bé Bảo Uyên và bé Thanh đã vượt qua những thử thách của bố là tất cả ngày hôm nay. Và may mắn ngày hôm nay đã thuộc về bé Bảo Uyên và bố Sơn Nam. Xin được chúc mừng. Dạ. Không biết là cảm xúc của các bố và các bé như thế nào. Xin mời bây giờ mời bố bố Xuân. Bố Xuân ạ. Nói chung là mục đích chính á, hồi nhỏ bé nó nhát lắm. Dạ. Đi đâu mà có ba đi cùng á, thì may ra mới dám là chạy nhảy dung tăng, còn không là cứ nấp đằng sau lưng không à. Dạ. Ra mới cho bé tham gia những chương trình này. Dạ. Thì để cho bé nó mạnh dạn hơn. Dạ. Và em thấy là qua chương trình này thì hai bố con cũng đã có rất là nhiều cái cảm xúc dễ thương. Và chương trình cũng may mắn lại được nghe những câu chuyện rất là thú vị của anh và bé. Không biết là bé Thanh con cảm thấy như thế nào? Dạ con thấy rất là vui. Thấy rất là vui hả? Và Uyên ơi, hôm nay mình nhịn hơn một tí xíu là mình có được cái sự may mắn. Không biết cảm xúc con như thế nào khi mà từ đâu tới bây giờ tham gia và kết thúc chương trình ngày hôm nay? Dạ con rất là vui đến chương trình này.
Rồi mình cũng được trải qua những cái cảm xúc với bố đúng không? Lại biết thêm là bố vẽ rất là đẹp. Rồi lại vô tình biết thêm một người bạn nữa, đó là bạn Thanh đúng không nè? Dạ. Không biết là bố... Tụm tỉm cười nãy giờ. Bố Nam thấy như thế nào ạ? Dạ. Đầu tiên là mình cảm ơn chương trình đã cho hai bố con mình tham gia chương trình này. Thì thông qua chương trình này thì mình cũng hiểu thêm được con của mình thêm một phần nào đó. Dạ. Và cũng có một phần là giải trí, vui vẻ. Rất vui được đến với chương trình. Và niềm vui không dừng ở lại đó. Thứ nhất là khi các con đến với chương trình là chúng ta có được hai chú gấu dễ thương này mang về nhà. Và tiếp theo là gì nữa nè? Đó là mỗi một bố con sẽ có một tấm vé thần kỳ của Teeny World với những trò chơi không giới hạn trên toàn quốc trong 6 tháng. Đây nè. Đây, rồi, bố cầm được vé nè. Chưa hết. Và một phần quà đến từ hệ thống bán lẻ dành cho trẻ em của Teeny Store xin gửi tặng cho hai con. Chưa hết đâu nữa cô Lan ơi. Với một bố một bé sẽ có một voucher 1 triệu đồng từ vali, túi sách, ba lô cao cấp Sacos nữa. Và phần quà cuối cùng là phần quà đặc biệt dành cho đội chiến thắng. Xin chúc mừng Bảo Uy và bố Nam. Chúc mừng. Chắc bố cầm giùm, nặng quá. Và kính thưa quý vị khán giả, thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã hết rồi. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình Bố Là Tất Cả 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với Công ty Truyền thông Bi thực hiện. Và chúng tôi một lần nữa cũng xin được cảm ơn nhãn hàng vali, ba lô, túi sách cao cấp Sacos đã đồng hành với chương trình này. Và chúng tôi rất mong quý vị hãy đăng ký là những người chơi tiếp theo của Bố Là Tất Cả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.